Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Nhưng cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài nỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làm khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn ủi an Chúa là tình yêu. Dù hôm nay đêm đường chân ai vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin Chúa. Dù đường còn dài, ngày mưa, đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi mềm mại. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài ở đây cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Đời con
nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết long đong. Đã trong đời sống thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình. Thành lũy vững chắc chở che, con vững tin nơi Ngài, vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài, dù sóng lớp lớp dâng cao, dù phong ba vây tư bề, tựa vào Chúa con nào hãi chi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất trên vành
lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót thương. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài, dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen giăng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao, đã hư hao xin Ngài thứ. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu, niềm tin nhỏ bé rất tranh giành, rất lung lay. Chúa con ơi, xin Ngài xót thương. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng lắng nghe tin mừng thứ ba sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính, vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."
Kính thưa ông bà, anh chị em, đứng trước sự xa cách và đánh mất đi các mối quan hệ thường dẫn chúng ta đến sự đau buồn và lưu luyến. Chúng ta thấy các tông đồ năm xưa cũng vậy, cũng cảm thấy buồn phiền và xao xuyến khi các ông nghe Chúa Giêsu loan báo về sự ra đi của Ngài. Điều xem ra có vẻ lạ lùng cho các tông đồ là khi nghe Chúa Giêsu nói về việc ra đi của Ngài thì tốt hơn cho các tông đồ. Chúa Giêsu giải thích rằng vì lợi ích của họ mà Ngài phải rời bỏ họ và trở về với Cha Ngài. Vì nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Chúa Giêsu trong tư cách là ngôi lời nhập thể, chỉ ở trên trần gian này cách hữu hình trong một thời gian hữu hạn là 33 năm. Nhưng khi Ngài về trời, Ngài sẽ ban Thánh Thần để hướng dẫn hội thánh. Bằng cách sai Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ của Người, Chúa Giêsu làm cho các tông đồ và cả chúng ta nữa biết về sự hiện diện của Người theo một cách thức mới và liên tục. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và làm rõ những sự thật mà Chúa Giêsu đã công bố. Chúa Giêsu nói với các môn đệ ba điều rất quan trọng liên quan đến công việc của Chúa Thánh Thần. Đó là về tội lỗi, về sự công chính và sự xét xử. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi. Về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy. Từ chứng minh trong câu này, xét theo nghĩa từ gốc Hy Lạp thì có nghĩa là kết án. Nhưng chữ kết án ấy không chỉ đơn thuần là kết tội hay quở trách một ai đó, nhưng đồng thời bao hàm một ý tưởng rất quan trọng, đó là chỉ ra một điều là sự thật và là chân lý. Do đó, khi Chúa Thánh Thần được sai đến, Ngài sẽ chỉ ra cho thế gian rằng thế gian đã sai lầm khi không tin vào Chúa Giêsu. Và đồng thời qua việc công bố sự thật về Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần thúc đẩy và làm cho nhân loại tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế đích thực và duy nhất. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con một của Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Thiên Chúa không luận phạt nhưng yêu thương mời gọi nhân loại đón nhận Chúa Giêsu để được cứu độ, tức là được sống đời đời. Sự trợ giúp để con người có thể tin nhận Chúa Giêsu, đó chính là công việc của Chúa Thánh Thần. Bởi vì không ai tuyên xưng Đức Giêsu Kitô nếu không bởi Thánh Thần. Chúng ta cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt chúng ta khỏi sai lầm của sự vô tín và tội lỗi, và chỉ cho chúng ta con đường của tình yêu và sự thật. Nếu chúng ta không tin vào Chúa Thánh Thần thì chúng ta tin vào bản thân chúng ta mà thôi, và chính khi ấy có thể dẫn chúng ta đến những sai lầm và tội lỗi. Vì chỉ có nơi Thiên Chúa mới có sự thật trọn vẹn và hoàn hảo mà thôi. Về sự công chính, thế gian tìm sự công chính nơi chính mình, nhưng sự công chính trọn hảo chỉ có nơi Chúa Giêsu mà thôi. Việc Ngài trở về cùng với Chúa Cha và không còn hiện diện hữu hình trên trần gian này nữa làm chứng cho việc Thiên Chúa Cha đã chấp nhận sự công chính mà Chúa Giêsu đã thực thi qua giá máu của Ngài trên thập giá. Nên những ai tin vào Chúa Giêsu sẽ trở nên công chính và được thừa hưởng gia nghiệp cứu độ của Ngài. Chính Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy để con người nhận diện đâu là sự công chính thật bởi tin vào Chúa Giêsu và đâu là sự công chính giả tạo khi con người tự đi tìm nơi chính mình. Thánh Phaolô nói rõ cho chúng ta về điều này. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.
và điều thứ ba là về việc xét xử. Vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Thế gian với sự điều khiển của sự dữ đã sai lầm khi giết chính con một Thiên Chúa. Sự thật mà Chúa Giêsu công bố về Thiên Chúa là Cha và bản thân Ngài là Thiên Chúa đích thực thì lại bị người Do Thái cho là lộng ngôn. Và hệ quả của việc công bố sự thật ấy chính là cái chết của Ngài. Thế nhưng Chúa Giêsu đã được phục sinh, đã đánh bại cái chết. Chính sự phục sinh của Ngài là bản án kết tội Satan, cho thấy rằng sự chết không có quyền gì trên Ngài. Thánh Phaolô trong chương 6 gửi tín hữu Roma đã giải thích rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi với người. Chúng ta thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ. Trước khi được lãnh nhận Thánh Thần từ Đức Kitô phục sinh, họ sợ hãi và đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Thế nhưng, sau khi đón nhận Chúa Thánh Thần, các ông trở nên mạnh mẽ để công bố niềm vui Chúa Giêsu đã phục sinh, về ơn cứu độ đã được trao ban cho thế giới qua Chúa Giêsu. Các ông không còn sợ hãi điều gì, kể cả dám chấp nhận tù tội, thậm chí là chấp nhận mất mạng sống. Kính thưa ông bà, anh chị em, lời hứa của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ và cả chính chúng ta nữa, đó là hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần, để qua Chúa Thánh Thần chúng ta được nhận ra chân lý và sự thật, được ban sức mạnh để không còn bị nô lệ cho tội lỗi, nhưng được trở nên mạnh sức và sống cuộc đời công chính. Xin Chúa Thánh Thần đang ở trong mỗi người chúng ta, làm dậy lên trong chúng ta lòng yêu mến và quyết tâm sống cuộc đời thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy để ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy trong trái tim chúng con. Xin cho chúng con chỉ ước muốn những gì trong sạch, đáng yêu, thánh thiện và tốt lành, phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Và xin ban cho chúng con ơn can đảm để từ bỏ tất cả những gì không phù hợp với thánh ý của Người. Amen. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về năm Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân,
con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi Can về năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Chúa phán, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Thanh niên sẽ thấy thị kiến và bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam tớ nữ của ta và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm cao.
người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác cao của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn đau. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác cao của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn đau. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác cao của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn đau. Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác cao của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn đau. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dịu dắt giữa trần gian. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác cao của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn đau. Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hướng thiên Chúa toàn năng. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác cao của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới buồn đau. Từ cõi lòng sâu thẳm con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này, nguyện thân ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin ngài đến ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Hỡi Chúa, xin cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Cõi lòng sâu thẳm con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này, nguyện thân ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin ngài đến ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha.
Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Sau tháng con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này, nguyện thân ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin ngài đến ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin ngài đến ban nước sống tươi ban chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bé nhỏ nương nhờ vòng tay tiếng
con hãy làm theo mũi men cho cả nhân trần được thiêng soi tỏ tâm hồn để mọi người biết phúc thiên ân trở về cùng Chúa sống thanh cần biến đổi con người chờ đón phúc vinh ngàn đời. Mẹ yêu ơi, đôi thương phận này nguyện nắng đỡ che chở đêm ngày thân con bé gieo gọi vui mừng biết mấy lắng nghe tiếng mẹ bảo gì con sẽ làm ngay. Mẹ yêu ơi, đôi thương phận này nguyện nâng đỡ che chở đêm ngày thân con bé gì con sẽ làm.